Tiểu sử ca sĩ Johnny Dũng, những ngày trẻ trong sự nghiệp trở thành doanh nhân ngành mỹ phẩm nổi tiếng. Và những cuốn video do trung tâm ASEA thực hiện cách đây không lâu, khán thính giả đã được thưởng thức nghệ thuật trình diễn của những giọng ca nam trẻ trung như Lâm Nhật Tiến, Gia Huy, Nhật Quân, Johnny Dũng. Mỗi một khuôn mặt trẻ đều có những đặc điểm của riêng họ. Với Johnny Dũng thì những đặc điểm và khả năng riêng của anh càng ngày càng được biểu lộ một cách rõ rệt. Johnny Dũng là một khuôn mặt trẻ đã tốt nghiệp đại học từ lâu, nhưng với lòng đam mê nghệ thuật, anh đã quyết định dấn thân vào con đường khác. Từ vài năm nay, tên thật trên giấy tờ của Johnny Dũng là Ryan Dũng, nhưng anh đã quyết định lấy tên Johnny Dũng từ khi anh giả từ tiểu bang Virginia để bay qua Cali tìm cơ hội, với lý do như lời anh kể thực sự là anh muốn lấy tên Việt Nam là Dũng luôn, nhưng vì nhận thấy trong làng ca nhạc có những anh Dũng, Việt Dũng, Khánh Dũng, Quốc Dũng, hơn nữa anh lại thích trình bày nhạc trẻ khi bước chân vào làng ca nhạc, nên đã quyết định lấy tên Johnny Dũng cho dễ nhớ. Chả thế mà cho đến ngày hôm nay, tên của anh được giới trẻ biết đến nhiều. Đúng ra Johnny Dũng được biết đến là giọng hát lôi cuốn của anh qua những nhạc phẩm được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là những nhạc phẩm lời Pháp, là ngôn ngữ anh rất thích khi còn tiểu học tại bậc trung học ở tiểu bang Virginia. Soạn lời Việt cho những nhạc phẩm ngoại quốc nổi tiếng chính là con đường Johnny Dũng đang theo đuổi. Ngoài phần luôn trau dồi về nghệ thuật ca hát, cho đến nay anh đã viết lời Việt cho hàng chục nhạc phẩm thịnh hành Pháp cũng như Mỹ. Theo Johnny Dũng thì việc tự mình viết lời để trình bày sẽ lột tả được hết tâm tư của mình muốn gửi gắm. Một thời gian sau khi ở Cali, Johnny Dũng đã gặp được một mối tình thật đẹp. Tuy nhiên mối tình đó đã không kéo dài được bao lâu, để cho bây giờ anh sống với niềm cô đơn vì vắng xa người yêu cũng như tâm trạng đó. Khi được hỏi nhạc phẩm nào đã gợi nhớ lại nơi anh nhiều kỷ niệm nhất, Johnny Dũng đã không ngần ngại trả lời là nhạc phẩm Vắng Em, một nhạc phẩm Nhật Bản được chuyển qua lời Việt, đã gợi lại sự đổ vỡ giữa anh và người yêu. Và mỗi khi trình bày nhạc phẩm đó, anh lại cảm thấy vô cùng chua xót. Trong chương trình nhạc hội ASEA 78 Tình Yêu Và Thân Phận mới đây, có hai nhà tài trợ chính là Jay Lourdes và Lester. Trong đó công ty Jay Lourdes được nhắc đến với người tổng giám đốc là ca sĩ Johnny Dũng, mà trong vài chương trình trước đây cũng đã bảo trợ cho các chương trình thu hình ca nhạc video. Ca sĩ Johnny Dũng cho biết anh đến từ Mỹ từ những năm đầu của thập niên 1980. Tiểu bang đầu tiên mà anh và gia đình đặt chân đến là Virginia. Anh ở đó hơn 10 năm, bước qua các bậc trung học rồi tốt nghiệp đại học với bằng cấp kỹ sư điện. Trong suốt thời gian học, sở thích của Dũng là âm nhạc. Dũng may mắn được sự ủng hộ của gia đình nên được đi học luyện thanh, học về nhạc mỗi khi được nghỉ học, anh nói. Sau thời gian ở xứ lạnh, ca sĩ Johnny Dũng quyết định di chuyển sang Cali, môi trường ca nhạc đầu tiên anh được mời hoạt động là Trung Tâm Ý, do vợ chồng Ý Nhi và Kenny Thái làm chủ. Sinh hoạt với trung tâm này được khoảng 4 năm, thu được vài cuốn CD, sau đó anh được trung tâm ASEA mời hợp tác. Anh nói, bữa đó Dũng hát với một cô bạn đồng nghiệp tại vũ trường Diamond, thấy có anh Trúc Hồ và chị Thi Phương đến xem. Rồi mấy ngày hôm sau thì trung tâm ASEA gọi điện thoại mời cộng tác. Ca sĩ Johnny Dũng kể, mình có biết đã xuất hiện trên bao nhiêu cuốn DVD khi đứng sân khấu ASEA, vì cứ trung tâm quay cuốn nào là có mặt mình trên cuốn đó. Có điều là hát chung một nhóm chứ không phải đơn ca. Cộng tác với trung tâm ASEA được vài năm thì Dũng không muốn sinh hoạt trong những tiết mục hát nhóm như thế nữa, mà mình muốn hát đơn ca, muốn được phát huy tài năng của mình. Anh kể tiếp, nghĩ là làm. Sau đó anh bước ra khỏi trung tâm ASEA. Khoảng nửa năm sau, trung tâm nhạc trẻ của nhạc sĩ Quang Nhật mời anh thu vài cuốn CD. Cũng thời gian đó phong trào nhạc khoa là việc bùng nổ, và vô tình giọng hát của anh lại thích hợp với loại nhạc này. Rồi trung tâm tình mời anh về công tác, và anh đã hit với một loạt CD liên tiếp. Trong vòng 3-4 năm, anh tâm tình, đó là thời gian giọng hát của Dũng được yêu chuộng khắp nơi. Một chuyện vui khác lại đến, ca sĩ Minh Tiết từ Việt Nam sang lập nghiệp. Trước khi rời Việt Nam, Minh Tiết là ca sĩ hát song ca với ca sĩ Lam Trường, nhiều ca khúc nhạc hoa là việc rất hay. Vì vậy, khi sang đây, chúng tôi gặp nhau và tạo thành một cặp song ca ăn ý, đi khắp nơi trình diễn. Đó cũng là thời hoàng kim của Johnny Dũng và Minh Tuyết. Ca sĩ Johnny Dũng cho hay, thời gian ăn song ca với Minh Tuyết được khoảng 4 năm, sau đó trung tâm tiếng Nga mời ca sĩ Minh Tuyết cộng tác, và cô đã ngỏ ý muốn anh tham gia cùng với cô. Cũng ngay thời gian đó,
trung tâm ASA lại có lời mời anh về công tác trở lại. Và lần này là hát đơn ca. Anh nói, đối với Dũng, trung tâm ASA giống như ngôi nhà cũ của mình. Thế nên khi ASA ngỏ lời mời là Dũng nhận lời ngay. Tuy nhiên, mối tình giữa Dũng và trung tâm ASA chỉ kéo dài được khoảng vài năm. Sau đó, Dũng lập riêng trung tâm Johnny Dũng Music. Được biết, bên cạnh một đời sống âm nhạc nhiều thay đổi, Johnny Dũng về sau này có thời gian đi học lại. Anh chia sẻ, sau khi mẹ qua đời vì tai biến mạch máu não, Dũng cảm thấy tức giận vô cùng. Vì mẹ là người phụ nữ rất hiền hòa, bà luôn ăn uống điều độ, sức khỏe tốt, vậy mà bất ngờ bà ra đi, không thể trở tay được. Chính vì sự tức giận đó mà Dũng quyết định cấp sách đến trường trở lại. Lần này mình học về ngành y, học được 5 năm, hoàn tất xong chuyện học ở trường, chỉ còn đi thực tập. Nhưng rồi Dũng kết thúc ngay vì cơ hội khác tốt hơn đã đến với Dũng. Đó là sự hợp tác làm việc với một công ty bào chế thuốc của Nhật Bản. Và Dũng đã nắm cơ hội đó cho đến ngày hôm nay là công ty Trilaudis. Anh nói, được biết có thời gian ca sĩ Johnny Dũng là thầy giáo dạy toán ở một vài trường trung học tại quận Cam. Sự trở lại của Johnny Dũng sau thời gian dài vắng bóng. Tên tuổi của Johnny Dũng được biết đến như vào những loạt nhạc trẻ sôi động, nhạc bóp êm dịu và nhạc ngoại quốc. Đặc biệt nhạc hoa là Việt như Xin Mưa Ngừng Rơi, Ở Lấy I Love You. Nói đến Johnny Dũng, phải nói đến cặp song ca Johnny Dũng Minh Tiếp qua những bài hát thật nổi tiếng như Liên Khúc Yêu, Trong Tình Mưu Dịch, Liên Khúc Mùa Hè Rực Rỡ, Với Thiên Kim và Hồ Ngọc Như, Trong ASA, năm 2013 là đĩa nhạc tính phòng Ai Về Sông Tương, theo lối R&B của Mỹ. Đang được yêu mến bỗng dưng anh mất tích cho đến đêm chung kết Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế Giới do Minh Chánh Entertainment tổ chức. Bất ngờ khán giả được gặp lại chàng ca sĩ đẹp trai có chất giọng trầm ấm ngọt ngào Johnny Dũng với ca khúc Em Trong Mắt Tôi. Em Trong Mắt Tôi được Johnny Dũng viết lời tiếng Anh dành tặng độc quyền cho đêm chung kết Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế Giới. Nói về giai điệu, như chúng ta được biết tới mạnh của nam ca sĩ là các bản tình ca bóp ballad nhẹ nhàng sâu lắng. Nhưng với sự trở lại lần này, ca sĩ Johnny Dũng đã tự làm mới mình với phong cách trình diễn mới đầy lôi cuốn. R&B, ý nghĩa bài hát Em Trong Mắt Tôi được Johnny Dũng trình diễn bằng tất cả cảm xúc trào dâng, như anh như muốn nhắn nhủ rằng vẻ đẹp mộc mạc của người phụ nữ luôn làm say đắm trái tim của biết bao đàn ông. Nó mang một nét thuần khiết khiến không ai có thể rời mắt khỏi họ. Cũng chính vì thông điệp ấy, anh luôn muốn dành những điều đẹp nhất, những điều tuyệt vời nhất cho phụ nữ, vì họ là một nửa thế giới không thể nào thiếu trên trái đất này. Đó là lý do anh vắng bóng một thời gian dưới ánh đèn sân khấu. Johnny Dũng bật mí, thời gian này anh dành hết sức lực và thời gian cho dự án khác. Đó là ra đời đứa con tinh thần, thương hiệu dược mỹ phẩm Trilaudis. Và mới đây nhất, ca sĩ Johnny Dũng hội ngộ Hoa hậu Hoàng Kiều Anh tại Nam Vương và Hoa hậu Người Việt kỳ 18. Tại Bangkok, Thái Lan, Trung tâm Minh Chánh đã tổ chức chương trình trực tiếp thu hình và livestream Nam Vương và Hoa hậu Người Việt kỳ 18. Nam ca sĩ hải ngoại Johnny Dũng đã bất ngờ hội ngộ Hoa hậu Việt Nam Hoàng Kiều Anh cùng nhiều sao Việt khác. Có thể nói rằng, Nam Vương và Hoa hậu Người Việt kỳ 18 là một cuộc thi uy tín đẳng cấp quốc tế dành cho những cô gái, chàng trai và nữ doanh nhân tài giỏi, thể hiện bản thân, tạo nên danh tiếng quảng bá thương hiệu cá nhân của mình. Cuộc thi đã diễn ra rất thành công và sự góp mặt của rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và hải ngoại. Bất ngờ xuất hiện tại chương trình Nam Vương và Hoa hậu Người Việt kỳ 18, ca sĩ hải ngoại Johnny Dũng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía khán giả. Anh từng nổi tiếng là một giọng ca tên tuổi trong làng nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Hiện nay anh lại được biết là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty Trilaudis, chuyên chăm sóc sức khỏe và làn da cho mọi người. Khi trở thành một doanh nhân, Johnny Dũng liên tục trở thành nhà bảo trợ cho nhiều chương trình trên TV, các chương trình DVD thu hình ca nhạc. Hiếm hoi lắm mới có phần trình diễn của Johnny Dũng. Có lẽ vì quan niệm trân trọng cách sống hiền hòa, thu kính của riêng mình. Trong chương trình Nam Vương và Hoa hậu Người Việt kỳ 18, Johnny Dũng đã chinh phục khán giả qua ca khúc Bình Minh Sẽ Mang Em Đi. Anh cho biết, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được khán giả đón nhận nồng nhiệt như thế. Đây là động lực rất lớn để trong thời gian sắp tới, tôi sẽ trở lại với showbiz cùng với ekip của mình sẽ cho ra mắt nhiều dự án âm nhạc riêng để đền đáp lại tình cảm mà khán giả đã dành cho tôi. Tham gia chương trình này, Johnny Dũng còn hội ngộ Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh với vai trò giám khảo cuộc thi, người mà ca sĩ Johnny Dũng rất yêu mến.